Rồi, bây giờ em sẽ mời anh chị bà con các bác sang bên dàn hàng tiếp theo. Để cho anh chị bà con các bác bên này thì vẫn các đơn vị của bên gian hàng vẫn chưa xong. Bên này là gian hàng của bên đơn vị xã Quý Sơn các bạn. Đơn vị xã Quý Sơn năm nay làm hoa mẫu hoa quả rất đẹp cũng như cách trưng bày cũng rất là chi tiết. Nhìn rất bắt mắt các bạn. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng của xã Quý Sơn nhé. Thì em quay đến bên cái cổng phụ các bác ạ. Đông quá em chưa vào được cái cổng chính. Thì tí nữa em sẽ quay sang bên cổng chính cho các bác nhé. Đông người quá em chưa vào được. Rồi đây, thì bây giờ em vào cổng chính của đơn vị xã Quý Sơn nhé. Rồi, mời các bác vào trong gian hàng trong xã Quý Sơn để tham khảo cũng như là xem mẫu mã sản phẩm của quê hương cũng như là của xã nhà. Của xã Quý Sơn. Rồi, mời các bác theo dõi nhé. Rất đẹp các bác ạ. Khách thập phương đến chụp ảnh, lấy ảnh lưu niệm. Trang trí rất đẹp. Cam bưởi. Xã Quy Sơn làm rất đẹp nha. Có ba bên sườn các bạn làm rất đẹp. Lung linh huyền ảo. Rất đẹp luôn. Rồi, xin chào anh chị bà con, mời các anh chị bà con các bác sang đơn vị xã Hồng Giang. Rồi đơn vị xã Hồng Giang xin chào bà con cô bác anh chị nhé, chào tất cả các bạn trên mọi miền tổ quốc nhé. Đơn vị xã Hồng Giang thứ nhất vào là đã thấy bưởi đào rồi các bác nhé. Đấy, vua hay mọi gì đấy. Đẹp lắm các bạn. Đơn vị xã Hồng Giang. Rồi, đơn vị xã Hồng Giang làm rất đẹp. Chúc đơn vị xã Hồng Giang năm nay sẽ được điểm cao nhé và được giải nhất trong hội cắm trại nhé. Rồi, đừng có hóa. Rồi, tiếp đến mời chị bà con các bác theo dõi đến đơn vị xã Giáp Sơn các bác nha. Đơn vị xã Giáp Sơn rất đông khách. Để quay được video thì gần như cũng phải chen lấn cũng khá xô đẩy mới vào được nha các bác nhé. Khá vất vả đó. Mẫu mã sản phẩm cam quýt bưởi này rất đẹp. Các đồ nông sản của các xã gần như là có những cái mẫu mã sản phẩm cũng như hoa quả nào là đẹp thơm ngon nhất là chợ họ cho quả đã đem lên đây. Rồi tiếp đến là xin chào đơn vị xã Lam Dương. Chào đơn vị xã Lam Dương nhé. Rồi đơn vị xã Lam Dương xin mời chị bà con cô bác tiến vào bên trong gian hàng của đơn vị xã Lam Dương nhé. Bưởi đỏ. Rất đẹp các bạn ạ. Bưởi da xanh trang trí rất bắt mắt luôn. Xã nào của năm 2020 này cũng rất là đẹp, lung linh huyền ảo. Màu mã sản phẩm quả cũng được làm được bóng và mịn và tròn căng đều hơn. Ăn rất thơm ngon các bạn. Rồi mời các bác theo dõi tiếp theo nhé. Quay hết một vòng của gian hàng của xã Lam Dương nhé. Xã Lam Dương làm cổng rất đẹp, rất cầu kỳ và rất lãng mạn. Đơn vị xã Lam Dương rất nhiều các mặt hàng trưng bày ổi này.
Còn trên trước mặt đây thì là phở khô đây, phở tím, phở vàng, phở đen đầy đủ các đồ nông sản, sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Rồi tiếp đến bên cạnh đơn vị xã Lam Sơn là Nam Dương là đơn vị của chúng ta, đơn vị xã Biển Động. Đơn vị xã Biển Động xin chào anh chị bà con cô bác và mời anh chị bà con cô bác hãy vào tham quan gian hàng của đơn vị xã Biển Động. Dạ vâng, đơn vị xã Biển Động năm nay có trưng bày về cái bản đồ của các thôn. Đây là bản đồ của các thôn rất cầu kỳ, một lá cờ và một hình ảnh Bác Hồ là làm bằng bàn tay của nghệ nhân, làm bằng vừng nhé, làm bằng vừng các bạn. Rồi mời các bác xem cam bưởi quýt của xã Biển Động. Xã Biển Động năm nay làm rất đẹp, quả rất bóng mịn. Cam bưởi vàng. Rồi mời các bác kiểm ngưỡng hoa quả của thuộc đơn vị xã Biển Động nhé. Đơn vị xã Biển Động quả rất đẹp, bóng tròn to căng mịn, ăn rất ngọt và đảm bảo sức khỏe. Rất tuyệt vời luôn. Chúc đơn vị xã Biển Động sẽ được giải nhất trong hội thi cắm trại và quảng bá cam bưởi đường canh cũng như là các nông sản có thuộc về đơn vị xã Biển Động nhé. Đơn vị xã Biển Động thì thuộc về khu trên Biển Động Lục Ngạn này thì thuộc vào cái nguồn nước thì rất ngọt nhé các bạn. Và cái cây hoa cây quả mẫu mã rất đẹp, cũng như là nếu như về sản phẩm về để ăn thì nó rất ngọt luôn, rất ngon thơm ngọt. Đây là cái dòng của bún phở khô xè Lam Biển Động. Rồi mời các bác theo dõi và ủng hộ cho đơn vị xã Biển Động nhé. Xã Biển Động năm nay làm rất tuyệt vời, rất đẹp. Đây là cổng trước của đơn vị xã Biển Động. Đây là ông Hà Duy Công, Phó Chủ tịch, và đây ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch xã Biển Động. Đơn vị xã Biển Động năm nay làm cổng cũng như là mẫu mã sản phẩm làm rất đẹp. Rồi kế bên cạnh đơn vị xã Biển Động là đơn vị xã Kiên Lao. Đơn vị xã Kiên Lao xin chào anh chị bà con cô bác. Mời anh chị bà con các bác ghé thăm đơn vị xã Kiên Lao nhé. Rất thơ mộng luôn, rất cổ kính nhưng mà rất hiện đại. Xã Kiên Lao, mật ong này, cam bưởi, ổi này, vải khô này. Rồi mời các bác tiến vào gian hàng trong của xã Kiên Lao nhé, đơn vị xã Kiên Lao. Ổi rất to bóng mịn. Rất đẹp các bạn. Các xã năm 2020 này gần như các xã làm rất đẹp, mẫu mã sản phẩm tinh hoa hơn, đẹp hơn. Những quả cam, quả bưởi nhìn bóng hơn và tròn chỉnh rất đều. Mời các chị bà con cô bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hãy cố gắng một lần đến mảnh đất yêu thương của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhé, để vui chơi cũng như là để uống nước cũng như là nếm từng trái bưởi, trái cam ngọt lịm, thơm phức. Rồi, xã Kiên Lao năm nay làm cũng rất là lung linh huyền ảo. Rồi, bên cạnh xã Kiên Lao thì là đơn vị Ủy ban Nhân dân xã Phong Vân. Đơn vị xã Phong Vân xin chào bà con cô bác nhé.
Mai chị bà con các bác đến với đơn vị xã Phong Vân cũng như vào gian hàng để chúng ta ngắm các sản lượng sản phẩm cũng như là hoa quả và các cây cũng như là cao, rượu cao đầy đủ. Đơn vị xã Phong Vân nhất nhiều rượu nhé, rượu cao, rượu ngâm này, rượu ngựa này, cao ngựa này, một người uống hai người vui này. Rồi, đơn vị xã Phong Vân thì gần như là đơn vị của xã Phong Vân hoa quả năm nay làm khá tốt, bóng đẹp và trang trí rất bắt mắt. Trang trí rất cầu kỳ và bắt mắt. Đơn vị xã Phong Vân đông khách, khách thập phương khách quan đến chơi rất đông. Rồi, tiếp theo là đơn vị thuộc đơn vị Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn. Rồi, đơn vị xã Kim Sơn xin chào anh chị bà con cô bác nhé. Mời anh chị bà con cô bác ghé thăm đơn vị xã Kim Sơn cũng như là ngắm những trái cam bưởi mọng nước và thơm ngon. Đó là bưởi da xanh các bạn. Cam lòng vàng. Bưởi đỏ này, các bác này, rất nhiều luôn. Các đơn vị xã Kim Sơn năm nay làm hoa quả quá đẹp luôn. Tươi ngon, thơm ngọt, rất ngon. Mẫu mã sản phẩm rất đẹp. Thanh long ruột đỏ này. Ổi này. Úi giời, quả to thế. Bưởi hoàng đây rất nhiều các bạn. Đơn vị xã Kim Sơn năm nay làm hoa quả đẹp hơn năm ngoái và chúc đơn vị xã Kim Sơn sẽ đạt được cái điểm cao nhất cũng như là nhất trong cái hội thi cắm trại quảng bá hình ảnh về thuộc về đơn vị xã Kim Sơn đi. Chúc các xã năm nay sẽ đạt được điểm cao nhé. Cho các xã năm nay sẽ đạt được giải nhất. Các bác đến hội chợ của huyện Lục Ngạn, khu trung tâm thị trấn Chũ, cạnh bờ hồ, khuôn viên cạnh bờ hồ nhé. Thì các bác trên mọi miền Tổ quốc hãy đến với Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đó là nơi chuyên về hội chợ trái cây có múi, cam, bưởi và các nông sản của quê hương các của các vùng miền từng xã. Rồi, mời các chị bà con các bác đến với đơn vị Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang. Đơn vị xã Tân Quang xin chào bà con cô bác nhé. Và mời các chị bà con cô bác hãy đến tham quan cũng như là ngắm những trái bưởi, trái cam, trái quýt trong gian hàng của đơn vị xã Tân Quang. Rồi mời các chị bà con cô bác hãy đi một vòng để ngắm các sản phẩm của đơn vị của xã Tân Quang nhé. Rất đẹp. Đẹp mê ly luôn. Rồi, rất xinh, rất đẹp, rất lung linh. Vì trong video có rất nhiều sản phẩm cũng như sản lượng của các xã thì em làm video ông em không thể đọc hết được ra. Mong các bác hãy thông cảm. Không thể đọc được hết ra từng sản phẩm một. Vì vậy video rất dài các bác ạ.
Mong các bác thông cảm. Rồi, kế tiếp là đơn vị xã Cấm Sơn. Rồi mời anh chị bà con các bác hãy vào gian hàng của đơn vị xã Cấm Sơn để tham quan một vòng. Trước tiên là mật ong các bác nhé. Mật ong rừng nguyên chất, đảm bảo 100 phần nghìn. Rồi mời các bác sang bên gian hàng. Quá đẹp luôn. Xã Cấm Sơn năm nay làm hoa quả rất tốt. Na Cấm Sơn này. Trời ơi, ăn một quả này thì lo rồi. Bưởi da xanh rất đẹp, mẫu mã sản phẩm của các xã năm nay theo như em đánh giá thì các đơn vị năm nay làm rất tốt, rất đẹp. Đơn vị nào cũng 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 được điểm cao. Nói chung là các xã năm 2020 này rất tiến bộ và làm rất đẹp. Mẫu mã sản phẩm cũng có quả, những cây quả có múi này rất đẹp. Đơn vị xã Cấm Sơn trưng bày cũng như là cách diễn tả hoa quả cũng như là rất tốt, rất đẹp. Đỗ đen các bạn, đỗ xanh này. Rồi, mời các bác đến gian hàng tiếp theo là đơn vị xã Tân Lập. Đơn vị xã Tân Lập xin chào bà con cô bác và mời anh chị bà con cô bác đến sát gần bên trong gian hàng của đơn vị xã Tân Lập để ngắm những trái cam bưởi chín mọng thơm phức vàng ươm. Bưởi Quế Dương. Rồi các đơn vị năm nay trang trí đẹp lắm, bắt mắt lắm. Đơn vị nào cũng đẹp, đơn vị nào cũng 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 xinh. Cam lòng vàng các bạn ạ. Bưởi da xanh đây. Rất to tròn đều. Mo da rất bóng, mẫu mã sản phẩm rất đẹp. Nói tổng thể về năm 2020 này các xã làm rất đẹp, rất chu đáo. Rồi, tiếp đến là gian hàng của xã Sa Lý. Xã Sa Lý xin chào anh chị, bà con, cô bác. Đơn vị xã Sa Lý. Mời các bác, anh chị, bà con, cô bác hãy tiến sát vào gần bên trong của đơn vị xã Sa Lý nha. Đơn vị nào cũng rất đông khách, chụp ảnh lưu niệm. Rất đẹp các bạn ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xã Sa Lý rất đẹp, xã Sa Lý. Hoa quả thơm ngon. Các xã là 25-2010 này thi đua làm tốt để sao để cái mẫu mã sản phẩm của quê hương cũng như là của xã mình được đạt cái điểm chuẩn cũng như là đạt được điểm chuẩn thì cũng như là để cũng được quảng bá được cái hình ảnh của nông sản cũng như là các cây nông sản là của quê hương xã mình để quảng bá trên mọi miền tổ quốc trên thế giới để nhiều người biết đến. Xin chúc mừng xã Sa Lý nhé, sẽ đạt được điểm cao và tốt nhất trong năm 2020. Ảnh Bác Hồ lưu niệm rất đẹp.
xã Sa Lễ. Xin chào chị bà con. Rất tuyệt tác. Rồi, ok. Tiếp theo là đơn vị xã Chùa Hiệu. Đơn vị xã Chùa Hiệu xin chào anh chị, bà con, cô bác. Mời anh chị, bà con, cô bác hãy tiến gần vào sâu bên trong gian hàng của đơn vị xã Chùa Hiệu để ngắm những cái sản các sản lượng và trái cam bưởi. Xã Chùa Hiệu hoa quả rất tốt, rất đẹp, trang trí rất bắt mắt. Xã Chùa Hiệu trang trí rất cầu kỳ. Hoa trái của xã Chùa Hiệu năm nay rất rất là đẹp, rất đa dạng. Tuyệt vời, tuyệt vời. Không có gì tuyệt hợp vời hơn bằng mảnh đất quê hương Lục Ngạn, giàu tình cảm, tình nghĩa. Đẹp lung linh. Không có gì sánh nổi bằng hội chợ trái cây huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đẹp nhất nhì thế giới. Quá tuyệt vời. Không đâu sánh nổi bằng huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đẹp mê ly. Rất tuyệt vời. Rồi, đây là đơn vị tiếp theo là đơn vị xã Phượng Sơn. Rồi, mời anh chị, bà con, các bác hãy đến gian hàng và đi sâu vào bên trong gian hàng của đơn vị xã Phượng Sơn để chúng ta ngắm sản phẩm, sản lượng cũng như là toàn bộ các mặt hàng của đơn vị xã cam bưởi, rừng canh và cây có múi cũng như là các sản phẩm khác rất đa dạng, rất đẹp, trái tròn, bưởi ngọt các bạn, bưởi ngọt rất bóng, rất đẹp, bưởi da xanh, tươi ngon, thơm, bưởi Phúc Kiến, cam ngọt các bạn. Nói chung là toàn loại các xã thì năm 2020 này làm rất tốt. Xin chúc các xã sẽ càng ngày tiến bộ cũng như là làm được cái mẫu mã sản phẩm cũng như là hoa quả sẽ đem đến về huyện Lục Ngạn chúng ta để trưng bày tổ chức để làm sao cho nó đẹp nhất, thơm ngon nhất để quảng bá cái hình ảnh chính cái quê hương xã mình, cái sản phẩm. Thì trong kênh của em thì kênh em Thương Hiệu Lục Ngạn TV, các bác xem nếu mà thấy hay hãy nhớ like và đăng ký kênh, chia sẻ cho kênh Thương Hiệu Lục Ngạn TV nhé. Xã Phượng Sơn làm rất cầu kỳ và chu đáo. Rồng bay phượng múa, lung linh huyền ảo. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, mời các bác cứ ngắm một vòng nữa đi.
quá đẹp, rất đều quả và rất tròn, mọng nước, da mỏng, màu rất bóng. Rồi cuối video em xin chúc toàn thể các anh chị, bà con, bác cũng như là toàn thể mọi người đã đang theo dõi kênh thì cũng em cũng chúc cho các xã luôn cùng nhau mạnh khỏe và cùng nhau thi đua làm tốt những sản phẩm quê hương mình.